À, kính thưa cô bác anh chị em, phái đoàn mình hiện giờ tới tiệm keo dừa không quý vị. Xưởng sản xuất kẹo dừa Hồng Vân nha. Con này nó làm kẹo nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì kéo đậu phộng hả? Dạ. Không ôm gì dữ trời. Sao không kiếm cái vỏ sách gì đựng vô? Rồi. Dạ bớt cơm. Thấy không? Còn miếng nghệ. Mua rượu quá vậy. Cái bệnh này chứ mình không có nha. Chào ha. Nhiều. Trời ơi, mua kẹo đi mấy chị ơi. À, cũng như có nhân viên mới được đi Bến Tre hôm nay. Mà bánh cái này ngon không mà anh mua dữ gì anh? Bánh ngon, bánh con này ngon lắm. Vậy hả? Ở đây là chánh hãng nè. Chánh hãng. À. Cũng ăn vừa làm quà luôn. Rồi. Mua thêm cái con ngựa nữa là ngồi với tôi. Bây giờ lấy cái hóc ba đậu là mấy cái năm ngàn. Rồi bắt đầu mình vô tiệm kẹo giường ở Hồng Vân xong rồi quý vị. Bây giờ chuẩn bị lên xe rồi bắt đầu tiến về chùa nha.